Dior Minten nổi tiếng nốt hương iris hay gọi là hoa diên vĩ. Và nếu như bạn nào không có quá nhiều trải nghiệm về nước hoa, đặc biệt là những chai nước hoa có nốt hương hoa diên vĩ, thì mỗi khi gặp một chai nước hoa nào đó có liên quan tới diên vĩ thì sẽ bị nhiều người so sánh hoặc là mang nó ra là một clone của Dior Minten. Chắc chắn rồi, tại vì đây là một tượng đài mà không phải tự nhiên mà nó nổi tiếng đến như vậy. Nhưng mà chia sẻ sự với các bạn nhé, là mùi hương này mình phải công nhận là một mùi hương rất ngon. Yeah. Nhưng mà để mà là sử dụng nó tốt nhất, nó phù hợp nhất thì các bạn cần một cái phong thái nó lịch lãm, nó quý ông, cũng như là cái độ tuổi nó phải hơi dừ một tí thì sử dụng anh nó mới phù hợp. Còn như tầm mình chẳng hạn 30 tuổi, mình cũng không phải là boss, không phải là sếp, cũng như là ăn mặc nó khá là năng động, nhiều kiểu khác nhau, thì thực sự mùi hương này rất là khó xài. Cái điều này thì mình nghĩ rằng là không chỉ riêng mình mà có cả Ánh Sáng, cái nước hoa bình loạn cũng đã từng nói về Dior Minten. Đó là dù anh ấy đã rất là có tuổi nhưng mà anh ấy cảm thấy rằng là mùi hương này nó vẫn là một cái gì đấy quá với anh ấy, và kể cả với mình cũng thế. Nên là em này ấy, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ khó để có thể sử dụng tốt được ở cái khí hậu cũng như là về cái phong cách ăn mặc của Việt Nam. Hoặc là có thể là do mình chưa làm sếp, mình cũng chưa có cái kiểu ăn mặc nào lịch lãm quý ông như thế. Nếu như bạn nào đang sử dụng Dior Minten thì có thể gợi ý lại cho mình nhá. Còn quay trở lại chủ đề ngày hôm nay, đó là mình sẽ gợi ý cho các bạn một chai nước hoa cũng có nốt hương hoa diên vĩ, nhưng mùi hương của nó sẽ trẻ trung hơn, sẽ năng động hơn. Tất nhiên là nó vẫn mang đến hình ảnh rất là lịch lãm, rất là quý ông. Và đó chính là để tìm hiểu về sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo đường link dưới phần mô tả nhá. Còn bây giờ mình đang nhau bắt đầu. Trước khi đi vào nhân vật chính là D600 của nhạc Connor thì mình phải nói qua một chút, đó là Dior Minten là một chai nước hoa có nốt hương hoa diên vĩ cực kỳ nổi tiếng, với một cái tông mùi tối mang cái hơi hướng kiểu son phấn của các chị em phụ nữ, với một cái mùi hương rất là mềm mại, rất là mịn màng, đặc biệt là khi dry down nó xuất hiện một cái nốt ngọt của Ambrette. Đó là một cái nốt hương mà mình tin rằng là khi các bạn đã trải qua được cái thời gian đầu của Dior Minten thì mùi hương này chắc chắn là một cái mùi hương cực kỳ là sexy, cực kỳ là quyến rũ. Nó là một cái hình ảnh gì đó của những người sếp rất là phong độ, rất là lịch lãm, và nó có một cái gì kiểu rất là đàn ông ấy, rất là quý ông ấy. Thì em này mình đã có review rất là nhiều rồi, các bạn có thể tìm lại trên kênh của mình. Tất nhiên là không phải chàng trai nào xịt lên cũng trở thành quý ông được, nó còn phải kết hợp cùng với phong cách, mùi hương chỉ là một cái yếu tố hỗ trợ thôi. Quá chuẩn luôn. Và cái chân lý mình mới tìm thấy để có thể mang tới một cái nét trẻ trung hơn, năng động hơn nhưng mà vẫn giữ được cái DNA rất là lịch lãm, rất là quý ông, đó chính là Connor D600. Đây, khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn sẽ nhận thấy những cái nốt như là cái vị cay, cái vị nồng của tiêu đen kết hợp cùng một chút kiểu hơi bùi đắng, như kiểu là những cái vỏ của những cái quả. Nó như kiểu những cái quả gì đấy mà các bạn kiểu tách ra, các bạn đưa vào, các bạn ngửi nó có bùi đắng, thì ở đây nó là bạch đậu khấu. Và nếu như chỉ có đến đây thôi thì mùi hương nó chả ai mang ra so sánh với Dior Minten cả. Và diên vĩ xuất hiện, diên vĩ ở đây không mang tới cảm giác son phấn kiểu ngột ngạt khó thở như ở Dior Minten dành cho những em nào không quen với những cái mùi đặc trưng của hoa diên vĩ, mà các bạn sẽ thấy rằng là diên vĩ ấy chỉ mang đến một cái cảm giác, cái hiệu ứng kiểu mềm mại, mịn màng thôi. Và khi dry down của mùi hương này thì vani xuất hiện. Vani ở đây kết hợp cùng với cái mùi hương đặc trưng của bạch đậu khấu, nó tạo tới một cái cảm giác kiểu ngọt, creamy, nhờ cái nét mịn màng của iris này và cái nét đắng bùi, nó tạo nên một cái mùi như kiểu là mùi kem bơ đậu phộng vậy. Ngửi nó khá là hấp dẫn, nó khá là hay ho và có một gì đấy nó khá là sexy. Nhưng mà đến khi đến đoạn này, khi mà dry down xuống ấy, thì với cá nhân mình, D600 nó khá là khác so với Dior Minten. Nên là khi các bạn mang hai mùi hương này ra so sánh với nhau thì nó chỉ chung nốt hương hoa diên vĩ, và nó có một cái đoạn nào đó khoảng tầm một tiếng sau khi xịt nó giống nhau thôi. Còn top nốt của Dior Minten thì nó có phần không được nam tính, nó có phần hơi phụ nữ một tí so với D600. D600 khi mà xịt ra nó có cảm giác tiêu nên là nó cực kỳ là nam tính, và khi dry down nó cũng rất là hay ho, mùi hương cũng rất là có sự biến chuyển nữa. Tất cả được hòa trộn rất là vừa phải khiến cho D600 mang tới một cái hình ảnh người đàn ông khá là bảnh bao, khá là lịch lãm nhưng mà không kém phần trẻ trung, năng động. Đó là cái nét mình thích ở D600 hơn Dior Minten.
Về độ bán tỏa của D600 so với Dior Homing 10 thì em này lưu ở trên da mình được khoảng tầm 8 đến 9 tiếng và độ tỏa hương nó chỉ ở khoảng mức tầm nửa cánh tay, có thể tốt hơn một xíu. So nó với độ tỏa hương của Dior Homing 10 ấy thì Dior Homing 10 nhỉnh hơn khá nhiều về độ tỏa hương, nhưng mà về độ lưu hương thì hai em có vẻ xem nhau. Còn về thời điểm khuyên dùng của D600 thì với cá nhân mình thấy rằng là em này nó sẽ phù hợp để cho các bạn đi làm hàng ngày vào mùa đông, làm ở văn phòng khi mà các bạn không bật điều hòa này thì trời hơi se se lạnh một tí, hoặc là chỉ ở trời lạnh thì xịt em này rất là ok. Các bạn có thể xịt hàng ngày 8 tiếng là đủ để cho các bạn đi làm từ sáng đến chiều mà mùi hương nó vẫn thoang thoảng ở trên da rồi, và độ tỏa hương nó cũng rất là vừa phải, các bạn sẽ không phải lo cái vấn đề là nó sẽ gây khó chịu cho những người khác. Em này nhiều khi mình xịt ý, mình đi làm mình còn cảm thấy hơi kiểu hơi ngại ngại lại vì mùi, thứ nhất là son phấn, thứ hai là quá là tốt. Còn thời tiết thì cứ dưới 30 độ là các bạn phang được. Mình nghĩ là ở Sài Gòn chắc là em này cũng sẽ được ưa chuộng nhiều hơn rất là nhiều. Còn cái phong cách thì như mình nói rồi, lịch lãm quý ông thì chúng ta hãy mặc những bộ âu phục, quần âu sơ mi rồi hay những bộ suit ba mảnh này, hoặc là các bạn có thể mặc một chiếc áo len cùng một chiếc măng tô dài đi những đôi chi si boot thì nó rất là ok. Hay là những cái đôi giày như kiểu loafer hay là montrap chẳng hạn thì D600 nó cực kỳ vừa. Tóm lại là lịch lãm châu Âu thì phải mua D600 của nhà Cartner. Vậy chốt lại, chúng ta nên mua D600 của nhà Cartner hay là nên mua Dior Homing 10? Về phần mùi hương thì với mình, nếu bạn là một phong cách trẻ trung, năng động, theo đuổi phong cách kiểu mặc âu phục, hay là các bạn thường xuyên mặc những cái bộ sơ mi quần âu thì đây, em này tầm 20 đến 25, thậm chí là 27 tuổi các bạn sử dụng rất ok. Còn nếu như bạn có một cái độ tuổi nó trưởng thành hơn cũng như là bạn trầm tính hơn thì mình nghĩ là Dior Homing 10 nó sẽ phù hợp hơn với các bạn, đặc biệt là những bạn giữ chức vụ chẳng hạn thì đây sẽ là mùi hương phù hợp. Còn nếu như bạn không thích cái mùi son phấn quá, nếu ở hai cái lựa chọn này thì D600 là một cái lựa chọn tốt hơn. Còn nếu như bạn đã thích Dior Homing 10 rồi thì mình nghĩ là khi các bạn mua em này các bạn sẽ hơi hụt hẫng một tí, tại vì cái nốt hương hoa diên vĩ nó cũng không được mượt mà bằng ở Dior Homing 10, và cái nốt hương ngọt của Dior Homing 10 nó cũng vẫn là một cái gì đấy nó rất là sexy, nó rất là quyến rũ các chị em phụ nữ. Nếu như đã đến đây rồi mà các bạn vẫn không hình dung được rằng là nên lựa chọn mùi hương nào thì theo mình D600 là một vị sếp rất là trẻ trung, rất là năng động, sẵn sàng vui chơi hết mình với anh em, mà công việc thì cũng rất là đảm bảo và sẵn sàng bắt tay vào làm việc anh em. Vị sếp này thì có phần khá là bảnh bao, không quan tâm đến tiền lắm, đi làm kiểu cho vui vậy, và luôn luôn hòa đồng kiểu năng động, muốn kích cái sự vui vẻ của các đồng nghiệp, các nhân viên lên. Còn đối với Dior Homing 10 thì nó là một cái người sếp khá là nghiêm nghị, khá là ít nói, trầm tính, nhưng mà lúc nào cũng rất là kiểu đầu tóc bóng lộn, rồi có một cái nét gì đấy nó kiểu đúng kiểu những cái người sếp mà khó tính, nhưng mà các bạn vẫn phải dành cho họ những cái sự tôn trọng nhất định, và các bạn sẽ thấy là họ có một cái sức hút về quyền lực cũng như là độ quyến rũ. Thì đó là hình ảnh hai vị sếp cũng như là hai mùi hương mà mình review trong ngày hôm nay. Bạn thì sao? Bạn đã thử qua hai mùi hương này chưa? Thì hãy bình luận ở phía dưới. Đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!